Hello anh em, mình là Kimo Tun. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ chia sẻ với anh em một cái cách độ đơn giản. Sẽ bơm thêm áp vào cái dây mobin sườn ở đây. Đó, kinh chưa? Bơm thêm áp nhá, một cách đơn giản luôn. Cái này anh em có thể tự làm ở nhà, đơn giản. Đó, để trước tiên thì mình sẽ test trước là cái dây mobin này của mình sẽ phóng vào cái con buji ở đây. Là mình đang dùng cái IC tăng áp để xem là cái lượng mà điện nó phóng vào cái buji này, xem là nó bông nó to như thế nào nhá. Và trước tiên ấy, thì anh em mình phải kiểm tra là cái con này xem là cái độ mà nó phóng điện như thế nào. Thì ở cái clip trước thì mình đã hướng dẫn anh em là sử dụng con đồng hồ VC890C+ của thằng Victor ở đây. Đó, chúng ta sẽ để thang 20. Rồi thì mình sẽ để cái đồng hồ nữa ở đây. Và bây giờ anh em sẽ kết nối cho mình cái que đỏ này vào trong cái dây này và dí vào mát. Đó, nó đã tiếp điện rồi. Nó là 4.70 anh em nhé. Ở cái clip lần trước thì mình có chia sẻ ở cái xe Way Alpha hay là của con Jim Việt, nó là 8 chấm bao nhiêu đấy. Đại loại là hơn 8 chấm. Và con của mình là nó chỉ có hơn 4 chấm như này, là nó yếu chỉ bằng một nửa thôi. Đó, thì bây giờ là mình sẽ để cái này ở đây. Và bây giờ là mình sẽ cặp cái kìm vào đây. Cặp xa ra còn nó đánh thông xuyên vào cái kìm này luôn. Và bây giờ là mình sẽ test trước này. Anh em mình ở cái clip này thì mình sẽ không tính là cái khoảng cách đánh lửa giữa cái dây này và cái con buji ở đây, và mình chỉ tính là cái độ mà nó to, cái tia lửa nó phóng to hay tia lửa phóng nhỏ anh em nhé. Đó thì mình sẽ để khoảng tầm khoảng nửa phân gì đó. Rồi ok, thì bây giờ là mình sẽ chỉ cho anh em thấy. Mình vẫn cứ để cái này ở đây. Và bây giờ mình sẽ di chuyển cái máy quay của mình sang góc bên kia. Ở clip tiếp theo ấy, thì mình sẽ thử độ cái con mobin của thằng Jim Thái. Những cái clip lần trước thì mình đã chia sẻ với anh em. Con này là 12 chấm mấy đó. Nó khỏe gấp 4 lần 3 lần so với thằng trên xe của mình. Rồi bây giờ là mình sẽ đưa sang bên này. Và mình sẽ giải thích cái nguyên lý luôn với anh em. Thì hiện tại ở đây là mình đang sử dụng là hai con IC tăng áp bên mình. Đó, ở cái clip này thì mình sẽ giải thích luôn với một số các anh em là có đặt hàng bên mình nhưng chưa đặt hàng thì cứ sợ là cái con này nó khỏe quá nó sẽ làm cháy cái con mobin sườn ở đây này. Đó thì mình dâng lên một xíu. Đó, cái con mobin sườn của cái xe Jim nó ở đây, chính cái con ốc này là con ốc mobin sườn luôn. Thì nhiều anh em lại cứ thắc mắc là sợ là nó khỏe quá nó phóng cháy cái con này. Ở cái clip này thì mình sẽ test luôn là hai con IC tăng áp ở bên mình. Đó, sẽ phóng vào đây. Thì vừa nãy là mình đã test một con. Đây là một con anh em nhé, một dây này. Và đây có một dây đỏ nữa. Rồi ok, thì bây giờ là mình sẽ rút ra và mình sẽ cho hai con này vào luôn để xem là nó sẽ ra một cái lượng điện như thế nào. Đó, cái cách kết nối rất là cực kỳ đơn giản. Anh em kim nó vào. Đấy, sao cho nó khỏi chập. Đây là mình sẽ sử dụng hai con. Một con chính thì nó sẽ là cái dây từ ở trong khung ra đây, và mình sẽ kết nối thêm một cái đường dây phụ nữa để chia ra con như thế này. Đó, thì bây giờ là chúng ta sẽ thử test xem là cái mức độ nó phóng lửa như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang bên kia. Clip này cực kinh. Hình như là chưa có anh em nào test như thế này cả anh em ạ. Đó, thì mình sẽ quay cận cảnh luôn cho anh em coi. Anh em để ý cái tia lửa điện nhá, chứ mình không tính cái mức độ là phóng xa phóng gần, mà anh em để ý cái tia lửa điện xem là nó to hay nó nhỏ anh em nhá. À, bây giờ là mình sẽ bật chìa khóa. Đó, cái này là lửa nó rất là khỏe này. Theo như anh em thì cái này nó có cháy không ạ? Cái dây cái con mobin này của mình nó có cháy không ạ? Đó, cho anh em suy nghĩ. Nhưng mình cam đoan là nó không cháy. Và sẽ là nó phóng khỏe luôn anh em ạ. Anh em có thể nghe cái tiếng phóng điện
Đó. À, bây giờ là mình sẽ quay thật sát vào luôn. Mình sẽ phải di chuyển cái máy quay thật sát vào luôn. Đó, anh em nhìn rõ nha. Đó, cái củ đề của mình bắt đầu chẹt một cái là nó đã phóng lửa rồi. Anh em thấy cái ngọn lửa nó rất là to, tím ngắt luôn. Anh em thấy cái ngọn lửa của nó phóng kinh ạ. Đây là đề garanti này. Đó, cái cách này cũng rất là hiệu quả. Mình vẫn cứ thể sử dụng cái dây zin ở trên xe này, vẫn sử dụng cái con mobin zin ở trên xe. Đó, vẫn sử dụng con mobin zin ở trên xe. Rồi ok, thì bây giờ là mình sẽ thử test xem là để mình thu lại màn hình đã. Mình sẽ thử test xem là cái con IC của mình sẽ phóng vào cái con mobin sườn của thằng Jim Thái ở đây. Nó ở clip lần trước này mình đo nó là 12 chấm mấy đấy, trên 12 chấm luôn. Thì để xem là cái lượng điện nó phóng ra kinh khủng như thế nào. Đó. Thì để mình thử test vài ngày xem nó ra làm sao. Đó. Thì nếu như ok thì mình sẽ làm một cái clip tiếp theo, mình sẽ thông báo cho anh em là nếu như nó mà ok, đi cực kỳ ngon ấy và bốc khỏe thì mình sẽ tư vấn cho anh em nên sử dụng 2IC như mình hiện tại bây giờ. Đó, thì anh em có thể là vẫn giữ cái dây này. Đó, nhưng mà mình sẽ muốn nó khỏe hơn nữa thì mình sẽ test thẳng vào trực tiếp với con này. Đó, thì cái clip này thì cái mục đích của mình làm là mình muốn bơm thêm áp vào cái con mobin ở đây. Đó, cái con mobin này của mình nó chỉ có 4 chấm mấy đây. Nó gọi là nó khỏe hơn con mobin của tàu một tí. Cái này thì không biết là do mình đi lâu năm mà nó bị như thế hay là do tình trạng cái con mobin này nó yếu thì không biết được. Đó, nhưng đo thực tế thì là nó chỉ có 4 chấm mấy thôi. Ở clip lần trước thì mình có đo của con Jim tàu, của con mobin Jim tàu nó chỉ là 3 chấm mấy thì nó khỏe hơn một xíu. Đó, ok. Thì bây giờ là mình sẽ thay cái cục này đã. Tí nữa thì mình sẽ test cho anh em coi. Rồi ok. Hẹn anh em một lúc nữa. Ok anh em, sau khoảng thời gian là mất 10 phút thì hục thì mình đã lôi được cái thằng mobin sườn ở trên cái xe của mình ra. Đây là con mobin sườn theo xe của mình. Ờ, cái này nó theo xe nó cũng khá là lâu năm rồi. Nhìn cái nước mạ của nó vẫn là tương đối là đẹp. Đó. Thì con này lúc đấy là mình đo nó chỉ có hơn 4 chấm anh em nhé. Rồi thì bây giờ là mình đã kết nối thành công cái con mobin sườn của thằng Jim Thái vào đây. Và bây giờ là mình sẽ đo cái thang 20 kilo ohm vào đây. Và anh em sẽ có thể kết nối với lại sườn xe. Đó, nó đã báo là 12.42. Rồi thì bây giờ là mình sẽ thử test xem là cái độ phóng điện của nó sẽ như nào. Thì mình sẽ bỏ cái đồng hồ sang một bên. Đó, anh em lưu ý là khi test như này là anh em phải dùng cái kìm ok vào nhá. Những cái kìm mà có độ nhựa dày ở đây mà nó mỏng ấy thì nó sẽ phóng điện xuyên qua. Anh em phải tìm cái kìm mà có cái nhựa nó dày nó mới khỏe, để nó mới không bị phóng điện xuyên qua, để anh em tránh tình trạng bị giật. Rồi thì bây giờ là mình sẽ bấm đề này. Đây là một IC mà nó phóng điện như này. Khá là xa đấy anh em. Ờ thì bây giờ là mình sẽ phải tắt máy đã. Rồi ok, thì bây giờ là mình sẽ sang bên kia mình ghim một cái con IC nữa vào để xem là bơm thêm áp cho nó để xem nó khỏe như thế nào. Theo như mình nghĩ thì nếu như mình bơm thêm IC vào ấy thì nó càng tăng độ khỏe. Đó, thì cái clip này mình làm này cũng tương đối là độc. Cũng chưa thấy anh em nào mà làm cái clip mà bơm hai con IC như thế này. Đó, thì kết nối rất là đơn giản nên anh em chỉ cần găm nó vào cái dây đen sau khóa. Đây là dây đen anh em nhé. Đây là hai con IC này anh em. Đó, mình đầu nối tiếp vào nhau. Rồi thì bây giờ mình sẽ vứt từ đây. Tại vì cái dây con IC này nó sẽ thừa hai cái dây này cho nên là mình mới để nó lòng ngoằng ở ngoài, kệ nó. Thì đây là mình làm clip test mà.
ở cái cốp xe zin này nhét vừa hai con IC này vào luôn anh em nhé. Rồi thì bây giờ là anh em mình sẽ phải sang bên này để test xem là thực hư mà cái chuyện bơm thêm áp vào cái con mobin ở đây xem nó khỏe hơn không. Thì qua cái kiểm chứng của cái một con mobin lúc đầu và ở cái con mobin ở trên xe này này và cái con mobin này thì mình đã thấy là nó khỏe hơn rồi. Và bây giờ là mình sẽ dùng hai con IC tăng áp và một con mobin của thằng Diêm Thái này xem là cái ngọn lửa nó đưa ra kinh khủng như thế nào. Đó, thế nó mới kinh. Và bây giờ là mình sẽ bấm đề. Đây là nổ gang ti. Mình đang bị rung tay. Quá kinh khủng luôn. Đó, nổ dễ nổ đấy. Là mình sẽ quay cận cảnh vào đây cho anh em coi và mình sẽ để gần vào tí nữa đó. Và tẹo nữa thì mình sẽ tắt flash đi để xem cái ngọn lửa nó đưa ra kinh khủng như thế nào anh em nhá. Đó, như thế là xa. Kinh khủng. Rồi thì bây giờ là mình sẽ tắt flash đi để xem là nó sẽ ngọn lửa nó đưa ra như thế nào, nó sẽ sáng như thế nào anh em nhá.